Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đang tiến lên trên khắp các mặt trận, từ Kharkov đến Kherson. Tại Volchansk, các mũi xung kích của họ đang tấn công nhiều vị trí của Ukraine ở phía đông thành cổ và cố gắng bảo vệ nó. Theo hướng Kupiansk, quân đội Nga đang chiếm thêm nhiều cánh đồng gần Stepova, Novoselivka. Lực lượng Kiev đang bắt đầu mở rộng và thiết lập thêm các vị trí phòng thủ dọc theo sông Oskin. Lực lượng Moscow đang tiến dọc theo các cánh đồng và tiến tới rìa làng Hryhorivka, một phần của cuộc hành quân tới Chashovka. Về phía Torez, họ đang tiến vài trăm mét theo nhiều hướng khác nhau, đặc biệt là ở Pipdin, Jalitne và Pipnikni. Trong khi đó, tại New York, quân đội Nga tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố và xa hơn về phía Tây tới Oleksandropin. Theo các blogger quân sự Nga, lực lượng Moscow cũng giành được lãnh thổ ở phía đông, khiến các tiểu đoàn Ukraine gần như bị bao vây, buộc phải rút lui. Tại mặt trận Poprovsk-Avdiivka, lính Nga được định vị ở phía tây làng Luzovatske và đang phát triển mạnh. Ở Krasnogorivka, các video được định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía bắc thành phố. Sau nhiều tháng không có thông tin gì từ Maximilianivka, một đoạn video mới nhất cho thấy quân Nga bất ngờ chiếm được 1/3 ngôi làng. Tiến trình chính xác của họ vẫn chưa được biết do thông tin hạn chế. Kênh MD cho biết trên hướng Torez, lực lượng Moscow bao vây quân đội Ukraine. Cụ thể, sau khi tiến vào New York và chiếm được các cứ điểm gần Artyomove, khoảng cách giữa các vị trí trên hai cánh của Nga giảm xuống còn khoảng 4,7 km. Khoảng cách giữa cứ điểm phía đông New York và các vị trí của Nga tại trung tâm khu định cư là khoảng 3,2 km. Tuyến đường từ các cứ điểm của lực lượng Kiev gần New York đến Nelepivka đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực hoàn toàn của lực lượng Moscow. Một số nguồn tin ước tính rằng có khoảng 2 tiểu đoàn Ukraine bị kẹt trong nồi hầm này với quân số cỡ 1.000 người. Kênh Redoka cũng xác nhận những bước tiến của Nga ở mặt trận này. Cụ thể, tại khu vực trung tâm Torez, lực lượng Moscow chiếm hoàn toàn một dãy nhà cao tầng ở tiểu khu Sevenoye dọc theo các đường Yunos và Novaya và đang tranh giành trung tâm văn hóa. Ngoài ra, các phân đội tấn công tiên phong chiếm lĩnh ở ngoại đô đường Fedorov và Gryzodubova. Họ cũng đang tiến tới ngã ba Seveni và Dzhuba, nơi các binh sĩ Nga tiếp cận một cách có phương pháp tới mỏ Sevenaya và bãi thải của nó. Tại Zeleny, lực lượng Moscow sau khi loại bỏ trung tâm phòng thủ của Ukraine trong tòa nhà trường học, áp sát mỏ Atium và bãi thải của nó. Điều này xảy ra do đối phương sau khi mất cứ điểm ở mỏ Zhutneya đã không còn khả năng ngăn chặn lính xung kích Nga. Lực lượng Moscow cần phải chiếm bãi thải của mỏ Atium trước khi các đơn vị Ukraine kịp có thời gian củng cố hệ thống công sự phòng thủ. Theo kênh Ryba, trong ngày qua, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở Binhorod, Dnipropetrovsk của vùng Odessa và ở Novopetrivka của vùng Mykolaiv. Đổi lại, Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV hàng loạt khác vào Tuapse ở vùng Krasnodar và Rostov. Trên trục Oleksandro-Kalinovo, giao tranh đang diễn ra ở khu vực đường Jesenin và Ostrovsky ở Novhorod, nơi Kiev đổ bộ lực lượng. Theo hướng Avdiivka, giao tranh đang diễn ra ở khu vực Lozuvatske, Volche và Vodvizhenka, phía tây Progress, một chiếc xe tăng M1A1SA Abrams khác của Ukraine bị UAV tiêu diệt. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát ở Maximilianivka, nắm giữ tới 1/3 ngôi làng. Việc Ukraine mất vị trí ở đây là khá bất ngờ vì lâu nay khu định cư này khá yên tĩnh. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ ngày 22 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên chiến trường xảy ra 133 trận đụng độ, quân đội Nga hoạt động tích cực hơn trên hướng Kramatorsk. Tuy nhiên, khu vực nóng nhất vẫn là ở Poprovsk-Avdiivka. Báo cáo có đoạn,
Nga tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine và 71 cuộc không kích, thả 84 quả bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 455 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng hỏa lực khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Severs, Kurakhovsky, Odekhov và Dnipr. Theo hướng Kramatorsk, quân đội Nga trở nên tích cực hơn khi thực hiện 28 cuộc tấn công, trong đó vẫn còn 7 cuộc tấn công đang diễn ra. Tại Torez, đối phương đã xung phong 15 lần. Lực lượng Moscow hoạt động tích cực nhất theo hướng Poprovsk-Avdiivka với 38 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công, 9 cuộc vẫn đang tiếp diễn, báo cáo cho hay. Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng nay 23 tháng 7, không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ về mối đe dọa tên lửa trên khắp Ukraine do máy bay MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga cất cánh. Không quân Ukraine thông báo toàn bộ Ukraine có mối đe dọa tên lửa. Việc MiG-31K cất cánh được ghi nhận. Lúc 0 giờ 18, còi báo động không kích bắt đầu vang lên ở các vùng. Lúc 0 giờ 20, lực lượng không quân tuyên bố hủy bỏ mối đe dọa đối với MiG-31K. Ukrinform đưa tin, tại cuộc họp báo ở Brussels sau Hội đồng Đối ngoại EU, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết, Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách tổ chức hội nghị hòa bình tiếp theo với sự tham gia của Nga, nhưng không theo điều kiện của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ông Borrell nói, tôi tin chắc rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tiếp tục nỗ lực để có hội nghị tiếp theo với sự có mặt của Nga. Điều này tất nhiên là có thật, như những gì chúng tôi đã nói, bước tiếp theo cần có sự tham gia của Nga. Nhưng chúng ta nên hiểu những gì ông Putin đã nói trong chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Orbán tới Moscow như thế nào. Hãy nhìn xem, đây là những điều kiện mà ông Putin đưa ra. Đúng, tất nhiên, chúng ta phải đặt hy vọng vào hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao, nhưng trên cơ sở nhất định, và đây không phải là cơ sở của nhà lãnh đạo Nga. Ông Borrell cho biết thêm, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, các quan chức châu Âu đã thảo luận về các bước tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Họ nhất trí rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để thu hút sự hiện diện rộng rãi nhất có thể của các đối tác từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện cấp cao EU nói, hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ đã có kết quả tốt nhưng cần phải cải thiện hơn nữa. Khoảng 90 quốc gia đã đồng ý với tuyên bố cuối cùng của cuộc họp này. Nhưng chúng ta phải tiến xa hơn để chống lại tuyên truyền của Nga, làm rõ và giải thích cho mọi người trên thế giới chính xác những gì đang xảy ra. Chính nước Nga đang thực hiện một cuộc tấn công chống lại Ukraine. Ukraine đang tự vệ và chúng tôi đang giúp họ tự vệ. Ông nhấn mạnh, chúng tôi ủng hộ công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Đây là kế hoạch hòa bình duy nhất ở thành phố này, Brussels. Kế hoạch hòa bình duy nhất mà Liên minh châu Âu ủng hộ. European Pravda dẫn nguồn tin từ TVN24 cho biết, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trong cuộc gặp với các đồng nghiệp từ Liên minh châu Âu đã yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà họ áp đặt đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Ông Sikorski nhấn mạnh, tôi đã yêu cầu các bộ trưởng dỡ bỏ các hạn chế quốc gia đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa để Ukraine có thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai bằng cách tấn công các máy bay tên lửa hành trình và các sân bay nơi chúng cất cánh. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan, những hành động này là để tự vệ, hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều này sẽ giúp bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường. Sau đó, ông nói rằng Ukraine đang dần thay đổi quan điểm của phương Tây về các cuộc tấn công và các mục tiêu quân sự ở hậu phương Nga và đã nhận được tín hiệu tích cực về việc mở rộng cho phép sử dụng vũ khí từ các đồng minh phương Tây.